Treo cổ đây đúng không? Treo cổ đây đúng không? Tao biết mà, tao biết phong tục mà. Có tiền đạo ông Minh đang có tiền đạo. Có gì vậy? Trên cái hố này. Ở đâu? Nó kêu mình kiếm cái thằng nữa. Nó mày kia kìa, nó mày kia kìa. Ê, nó mày kia kìa, nó mày kia kìa. Quay lại, mình chỉ cái đường kia cho nó ra cái gì, chỉ cái đường kia, nó ra cái gì. Chú không mở được sao? Chú là vô đấy. Mục tiêu thoát khỏi khách sạn. Ma vô khách sạn gì đó? Đè nó xuống à? Kích. Từ cái bản đồ, như có cái bản đồ mà đúng không? Không. Như có cái bản đồ mà. Ui dồi, giật mình thằng chó. Ui thằng nào đây? Ê, đi kiểu đường này đấy. Thằng máy chú, đường này chú là máy này chú. Đúng rồi. Thằng máy chú, chú không đi. Cứu cô Huy cũng vô. Rào vô, rào vô, rào gì. Bỏ đâu, bỏ đâu, bỏ đâu. Bỏ đây. Đang kia là bot đi. Đây rồi, anh em gặp lại nhau rồi. Đây, có bản đồ này, có bản đồ. Có bản đồ, có bản đồ. Bản đồ chắc chắn là có bản đồ. Anh em dụ bỏ đi à, luôn. Tôi chạy được. Bỏ đâu? Anh em chạy đi, chạy qua đi anh em. Tôi chạy nhanh. Anh em chạy nhanh đây. Lên được rồi. Bỏ chờ tao, bỏ cho tao. Đây có bản đồ nè.
thang máy rồi anh em ơi. Đi đường nào quẹo. Cao cao tơ được, bây giờ mình đi. Lấy được thang máy rồi anh em ơi, lấy được thang máy. Siêu. Hay quá. Thôi hay quá. Hay quá Quốc ơi. Hồi nãy tao kêu là đứng chờ mà tao kêu đi đi không chịu nghe. Bao giờ? Đi solo kill với nó luôn. Mẹ ông phải học thử bắn đồ cho này. Tao tơ nó. Anh nghĩ là biết được không? Quan trọng là con này có bị cao tơ không á? Không cao tơ được, con này không cao tơ được đâu. Cháu nhìn cái bắn đồ đi. Cháu nhìn cái bắn đồ đi. Đoạn này thoải mái, đoạn này thoải mái. Rồi để tôi nhớ cho. Ra đoạn. Con lặng đó. Ê sao luôn.